Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án Onit. Đây là cái giấy trắng wallpaper của dự án này, các bạn có thể tham khảo trên các trang web chính thức của dự án Onit trong EU này để tải cái phiên bản giấy trắng này về. Kỷ nguyên mới trong cái ngành công nghiệp cờ bạc, các nền tảng về cờ bạc 100% được quản lý bởi cộng đồng của mình. Người chơi điều khiển ngôi nhà, lưu trữ tất cả các trò chơi và nhận hầu hết tất cả các lợi nhuận. Với những thông tin cơ bản thì cái dự án này các bạn có thể xem về nội dung content có trong cái giấy trắng này. Chúng ta đang so sánh cái nền tảng cơ bản và mô hình. Các bạn có thể thấy ở đây thì nền tảng chúng tôi đưa ra cái thị trường này là các tính năng chính của dự án giải thích cho các chúng tôi kết hợp công nghệ blockchain. Về cái thị trường cờ bạc này nó đang được phát triển trong các năm vừa rồi, nó sẽ phát triển hơn nữa. Ở đây nó đã có cái biểu đồ tăng trưởng thị trường cờ bạc từ năm 2010, dự kiến trong năm 2022 tăng từ 22,9 tỷ đô lên 81,7 tỷ đô. Thì cái biểu đồ dưới đây cho thấy cái phân bố doanh thu của cờ bạc trực tuyến thì 48% dành cho cái cá cược casino, số 27%, 9% dành cho poker, logic 6%, Go 5%. Đó, đây là top 5 người chơi trong thị trường cờ bạc trực tuyến như Star Team, William Hill, Beta Team, Power Team, King The Team. Về cái trực tuyến người dùng thị trường cờ bạc này về mặt địa lý thì châu Âu, Trung Đông và châu Á chiếm thị trường cờ bạc trực tuyến chiếm khoảng 6% tổng thị trường này. Những cái xu hướng chính và cái xu hướng của thị trường cờ bạc trực tuyến thì các bạn có thể xem ở đây với thị trường crypto và tích hợp các công nghệ blockchain crypto PMC trong cái cờ bạc trực tuyến. Thì vấn đề cờ bạc thị trường ở đây, vấn đề then chốt là dựa trên khảo sát khách hàng sòng bạc là những người rất mạo hiểm, tìm kiếm cái hành động và mới lạ, họ nhận được cái những cách nhanh chóng và di chuyển một cái sòng bạc khác, không ngừng tìm kiếm một cái gì đó khác nhau, và nó rất khó khăn đối với các sòng bạc để thu hút người chơi mới. Không có vấn đề bao nhiêu casino tiền dành để giữ khách hàng càng lâu càng tốt, nó không hoạt động, khách hàng chỉ đơn giản là sẽ không ở lại lâu. Giải pháp của cái thị trường này đưa ra với cái nền tảng là một cái APM và sẽ làm cho các thêm cái trò chơi được tạo ra bởi các nhà phát triển bên thứ ba. Bằng cách này thì thư viện trò chơi nền tảng có thể hiện liên tục, được bổ sung và để mở rộng cái thời gian tối thiểu và tiền bạc đầu tư. Với các trò chơi với dự án này, các bạn có thể xem chi tiết ở đây về cái phân cấp bậc chơi hay phí thuê chỗ với các chức năng nền tảng chơi các trò chơi này, phân phối quyền lợi nền tảng. Thì ở đây nếu tính lợi nhuận của chủ sòng bạc không vượt quá 10% thì chúng ta có thể giả định ít nhất 5% số thu nhập của có sẵn để thanh toán cho các cầu thủ chơi sở hữu nơi này và tính toán công thức 100% doanh thu trừ 40% chi phí vận hành trừ 10% lợi nhuận chủ sở hữu bằng 5% cho người chơi lưu trữ cho trò chơi. Đơn vị tiền tệ được sử dụng và rút tiền ở đây là fiat tiền tệ như đô la, euro, bảng Anh hay crypto tiền tệ phổ biến như Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin khác. Và các mã sản phẩm ở đây cái tỷ lệ giá một Ethereum từ mấy 50.000 UCOIN. Bạn thì để đây cái giao dịch tiền gửi chơi Fairplay, khách hàng máy chủ và blockchain thực hiện giao dịch giữa mua và bán nền tảng này, nhận tiền gửi và trả số tiền thưởng trong crypto tiền tệ. Thì đây làm như nào để nó hoạt động, quan điểm của người sử dụng ở đây. Nó có thể truy cập vào cái bảng điều khiển của người khác với một chiếc ví hay làm cái gì đặt cọc trong một cái fiat hoặc trong một cái cryptocurrency, bắt đầu chơi, rút tiền từ ví, tạo các trò chơi cá nhân và gửi lời mời đến bạn bè và người quen tham gia vào các bản vẽ jackpot. Thế thì làm như nào để nó có thể nhận thức trong cái sự phát triển này thì nền tảng APM sau khi chúng tôi ký thỏa thuận những để phát triển những người muốn tham gia vào cái tạo ra cái trò chơi mới này nhận được cái SDK và nền tảng có thể bắt đầu trò chơi phát triển. Thì
nên làm thế nào để nó có thể hoạt động trong nhận thức của người khai thác. Thì cái dự án này là một nền tảng module toàn diện và đầy đủ sẵn sàng để sử dụng. Các nhà khai thác có thể hoãn cái nền tảng này, điều chỉnh và thêm nội dung của các trò chơi trong các một vài ngày. Đây là thành phần nền tảng của dự án này, module nền tảng. Support là một quỹ để giải thưởng thu nhập trong cái thời gian nhất định, và sau đó là phân bố cái cách vẽ giữa các người dùng và nền tảng, và quỹ giải thưởng là một cái tỷ lệ phần trăm toàn bộ trong tất cả các khoản thu thời hạn quy định. Làm thế nào để các quỹ này hình thành thì người dùng phải trả token mã sản phẩm cho một cái khoản chi phí cho thuê các nơi, và quỹ dự phòng phát triển nền tảng và chương trình giới thiệu những người dùng mới hay chương trình tiếp thị quảng cáo cho cái nền tảng này. Thì ở dưới này là cái chương trình mô tả về cái chương trình token mã của dự án này. Thì dự án này được cái tạo bởi cái tiêu chuẩn ERC20 trên nền tảng Ethereum, tương thích với cái thị trường chứng khoán và ví. Tổng số thẻ phát hành là 80 triệu token và các bán thẻ đây là 60 triệu token. Tiền được chấp nhận ở đây là Ethereum hoặc Bitcoin, Litecoin, Ripple, Dash hay tiền mặt. Về cái chương trình phân phối thẻ ở đây thì số bán công khai sẽ là 75% trong tổng số cái số cam ở đây đạt từ 4 triệu token và hạt cam là 60 triệu token. Với cái giá là một Ethereum 800 token tương ứng với 0,00125 Ethereum và một token. Thì ở đây dành cho mở bán công khai là 75%, 7% dành cho quỹ dự trữ phát triển, 6% dành cho nền tảng, 5% dành cho đội ngũ, 2% dành cho chương trình bounty, 5% dành cho dự trữ. Sử dụng kinh phí thu ở đây thì nó có 30% dành cho chi phát triển nền tảng, 45% dành cho chi phí tiếp thị marketing thu hút người chơi, 5% dành cho cái pháp lý tài chính, 15% dành cho quỹ bình ổn và đảm bảo thanh toán, 5% dành cho thanh toán dịch vụ chuyên gia kỹ thuật số bên thứ ba. Đây là cái chương trình ICO được tiền bán từ ngày 15 tháng 5 đến 2018 đã kết thúc đến ngày từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 30 tháng 8 và tiền thưởng lên tới 30-40% từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6. Tiền thưởng 30% từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 hiện tại đang trong cái thời gian này. Sau đó là từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8 sẽ chương trình pre-ICO với tiền thưởng từ 1 tháng 7 đến 31 tháng 7 là 20%, từ 1 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 là 15%. Chương trình ICO chính thức là từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 với tiền thưởng 10% từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, 7,5% từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, 5% từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10. Với tổng số token cho cặp mục tiêu tối thiểu là 4 triệu token và hạ cặp tối đa là 60 triệu token. Giá của chương trình mở bán đầu là 0,3 Ethereum và giá trong giai đoạn pre-ICO là 0,05 Ethereum và trong ICO là 0,05 Ethereum. Đây là những lợi ích và mã sản phẩm token các bạn có thể thấy ở đây. Đặt vào cho thuê và kinh doanh hay dịch vụ nền tảng mua, nhu cầu liên tục tăng, support hàng ngày, các bậc giao dịch nhanh tiền tệ trong game, support hàng tuần, support hàng tháng, cho thuê thử nghiệm trước khi phát hại và trao đổi crypto. Các bạn có thể thấy ở đây những cái Uranus này nó sẽ trên nền tảng và những cái lợi thế cạnh tranh của nó như thế nào, cái điều của cái nền tảng này. Về đội ngũ cố vấn của dự án này, lãnh đạo được thiết lập là ông Brutsky, được thiết lập CMO là Max Zaschuk, ICO cố vấn là Ken Kaguta, được thiết lập giám đốc điều hành là Leon Corbin, bên đầu tư tư cố vấn là Timo Chipler, cố vấn cộng đồng là Jasper Kohler, gaming cố vấn là Vijay Ketty, ICO cố vấn là Dichi Pathy, cố vấn tiếp thị là Maxim Misko, cố vấn casino là Victory Neo và casino UX cố vấn là Tamani D. Về lộ trình ra mắt phát triển của dự án này, các bạn có thể xem trên trang web chính thức của dự án, một cái số chính sách pháp lý hay rủi ro các bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách lên trang web chính thức và tải cái giấy trắng này về. Thì trên đây là cái video của mình về đánh giá phân tích về cái giấy trắng quay về của dự án này. Các bạn có thể tải về xem thêm chi tiết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.